Đó là một số hình ảnh của chiếc tủ lạnh bên cạnh hơn đây. Tủ lạnh đến từ thương hiệu lâu đời của Nhật Bản Panasonic với dung tích là 322 lít và phù hợp với những gia đình có từ 3 đến 4 thành viên hoặc là bạn nào có nhu cầu trữ nhiều thực phẩm và nấu nướng nhiều. Và tủ có thiết kế ngăn lạnh phía trên và ngăn đá ở phía dưới và dễ dàng nhìn thấy được là ngăn lạnh nó chiếm khoảng 2/3 chiều dài của cả tủ luôn. Và việc này sẽ giúp cho phụ nữ mang thai nè, người lớn tuổi dễ dàng lấy được đồ trong tủ lạnh. Và hơn nữa, cái việc ngang tầm mắt như thế này á là khiến cho chúng ta dễ dàng quan sát và lấy đồ không bị sót. Và tủ có thiết kế tương đối và chất liệu của tủ á là làm bằng kim loại và phủ sơn tĩnh điện. Việc này sẽ giúp tủ có cái độ bóng nè và ngoài ra là tính thẩm mỹ sẽ được cao hơn. Gam màu đen có ánh kim nhìn chiếu chiếu nè mấy bạn. Tuy nhiên thì bề mặt này sẽ rất là dễ bám vân tay, cho nên là mấy bạn sử dụng cẩn thận và chịu khó lau chùi nha. Và nhìn tổng thể thì tủ sẽ có hai điểm nhấn. Điểm đầu tiên á, cái phần tay cầm của tủ được thiết kế âm một góc, mạ rôm sáng cho nên là trông khá nổi bật. Riêng phần tay cầm ở cánh tủ ngăn lạnh đã được làm âm, tạo cảm giác tủ liền mạch và tăng tính thẩm mỹ. Và điểm nhấn thứ hai chính là đây, khay hướng nước ngoài. Và các bạn thấy cái khay này rất là tiện lợi luôn. Chúng ta lấy nước dễ dàng, không cần phải đặt vào những cái chai cồng kềnh nữa, giải tỏa cơn khát một cách nhanh chóng. Và hơn nữa là không phải mở cửa tủ nhiều lần để tránh thất thoát hơi lạnh. Và cái khay này nè, tiện này có tiện, nhưng mà nhà bạn nào có trẻ con thì phải hơi lo lắng tí xíu, tại vì trẻ con nó hay tấy máy lắm. Có cái khay này đã chắc chắn là tụi nó lấy nước cả ngày luôn. Vậy đối phó làm sao đây? Đơn giản thôi. Ở đây á, khi mà mình không sử dụng, nó có cái cần gạt, các bạn chỉ cần gạt nhẹ qua một cái thôi là bây giờ có hứng nước cũng không chảy được. Mà nước chảy từ đâu ra mới được? Đơn giản thôi là đây nè các bạn. Ở đây thì nó có một cái hộc đựng nước và cái hộc này nó sẽ cung cấp nước ra phía ngoài. Và cái hộc đựng nước này có sức chứa là 3 lít và bạn dễ dàng chăm thêm nước bằng cách là bật nắp ra hoặc là tháo hẳn ra luôn để chăm nước và vệ sinh. Hộc được làm bằng nhựa pha kẽm giúp kháng khuẩn và giúp hạn chế việc biến đổi hình dạng của hộc. Ngoài ra nó còn được trang bị miếng lọc carbon giúp lọc các cặn bẩn và khử mùi. Và bên trong ngăn lạnh nè, sở hữu một không gian rộng rãi và tiện nghi. Cái cụm đèn led này đặt ở phía trên khá là to ha. Và cái việc này sẽ giúp cho ánh sáng tỏa đều, giúp chúng ta dễ quan sát. Và các ngăn được chia rất khoa học, được ngăn cách bởi một khay kính chịu lực. Và theo như hãng á, thì cái khay này nó chịu lực được khoảng 150kg. Và nếu như có thời gian và điều kiện thì Hân sẽ test cho các bạn xem. Nhưng mà Hân chắc chắn rằng á, là những cái nồi hầm nè, hay là những cái chai lọ lớn, hoặc là những cái vật cứng nặng thì cái khay này vẫn chịu được. Ở dưới các kệ còn có các thanh gờ cho phép chúng ta tùy biến lại tùy theo nhu cầu hoặc là hoàn cảnh sử dụng. Còn đây là các khay cửa nè các bạn. Và để ý nha, cái khay cửa thứ hai này á, nó có cả nắp đậy luôn. Và đây được gọi là hộp tiện dụng. Bạn có thể dùng để đựng mỹ phẩm hoặc là trứng nếu có nhu cầu. Và trong tủ còn được tặng kèm vỉ trứng rời, chứa được 10 quả trứng luôn. Dưới này có thêm một giá đỡ chai nước lớn nữa. Còn cái khay này khá thú vị nha các bạn. Lúc đầu Hưng nhìn vào nghĩ, ủa thiết kế như vậy rồi sao mình xài? Nhưng mà sau khi mình nghiên cứu thì đơn giản thôi, mình chỉ cần kéo cái khay này về một cái thôi, như thế này nè là có thể sử dụng được rồi. Nhưng mà khi đóng lại thì các bạn để ý nha, rất là dễ bị kẹt tay đó. Và ở đây thì nó có hai khay trượt lớn nè các bạn. Ở phía trên là khay đựng rau củ quả, diện tích cũng khá là lớn, và các bạn thấy thì Hưng có thể mở ra và đóng vào rất là dễ dàng. Hơn nữa đây là thiết kế hộp kính cho nên là rau củ quả được bảo quản trong điều kiện tối ưu, độ ẩm cao, nhiệt độ ổn định, cho nên là độ tươi của nó sẽ được bảo quản lâu hơn. Một tin vui dành cho các chị em nội trợ đó chính là tủ lạnh này có ngăn cấp đông mềm Dry Fresh cộng, và chức năng của cái ngăn này là tạo ra môi trường âm 3 độ C. Chính nhiệt độ này sẽ làm thực phẩm đông nhẹ trên bề mặt, không bị đông cứng, dễ dàng cắt nè, chế biến, sử dụng ngay khi lấy ra khỏi tủ lạnh, không phải mất quá nhiều thời gian để rã đông. Và đồng thời thực phẩm cấp đông mềm giữ nguyên cấu trúc, từ đó giữ được độ tươi ngon và hương vị, giữ nguyên dưỡng chất đến 7 ngày. Đây là ngăn cấp đông mềm thế hệ mới, có khả năng làm đông nhanh gấp 4 lần so với ngăn cấp đông mềm Dry Fresh cũ, giảm 20% oxy hóa. Các bạn có thể chọn chế độ Dry Fresh cộng trên bảng điều khiển. Và sau 2 giờ, chế độ này sẽ tự động tắt, chuyển sang Dry Fresh thông thường để giữ lạnh. Đồng thời với thiết kế không gian ngăn tủ được mở rộng đến 78% và có thêm ngăn làm lạnh nhanh bằng nhôm thì việc bảo quản thực phẩm sẽ được tươi hơn nếu chúng ta bỏ thực phẩm vào bên trong cái túi nhựa hoặc là bảo quản bên trong các túi đựng thực phẩm đông lạnh. Hiện nay một số dòng tủ lạnh thì có bảng điều khiển ở phía ngoài hay là đặt sâu bên trong tủ lạnh, nhưng mà với dòng tủ lạnh này của Panasonic thì bảng điều khiển đặt ở đây, mép trái của tủ. Và hơn nữa cái việc này sẽ làm chúng ta không phải mở toang cánh cửa tủ ra hay là luồn sâu tay bên trong để điều khiển nữa. Việc đó sẽ làm thất thoát hơi lạnh và gây hao điện. Còn bây giờ thì chỉ cần đơn giản là chúng ta mở hé hé như thế này thôi là có thể điều khiển tủ lạnh dễ dàng rồi. Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ ở các mức min là thấp nhất nè, medium là trung bình và max là cao nhất. Nhấn select để chọn khu vực muốn điều khiển nhiệt độ, ngăn lạnh fry, ngăn đông mềm dry fresh hoặc là ngăn đá freezer.
sau đó nhấn Temp Control để cài đặt nhiệt độ. Ngoài ra thì bạn cũng có thể kích hoạt chế độ làm đông nhanh bằng cách là ấn nút Freezer sáng, sau đó ấn Temp Control đến khi đèn Fridge Freezing sáng. Lúc này thì chế độ làm đông nhanh sẽ bắt đầu hoạt động sau khoảng 10 giây. Và ngăn dưới cùng dĩ nhiên là ngăn đá rồi. Đây các bạn. Đó. Và ngăn đá của tủ lạnh này nhìn thì không gian cũng khá là rộng rãi và thoải mái, cũng có hai khay kính chịu lực nè. Và hơn nữa khay trên nó có thiết kế khá đặc biệt nha các bạn. Cái khay này có thể xếp lại để chúng ta có nhiều không gian hơn để đựng đồ. Còn đây là hộp đá rời nè các bạn. Chỉ cần xoay nhẹ là có thể lấy đá ra và bạn có thể di chuyển các vị trí khác nhau, hoặc là nếu không có nhu cầu dùng đá thì lấy ra ngoài luôn. Và chiếm diện tích nhất của ngăn đá chắc chắn là cái hộc ngăn đá này các bạn. Đó. Và bạn cũng có thể thoải mái dự trữ các thực phẩm đông lạnh như là thịt, cá, gà, vân vân và vân vân. Về diện tích rộng thế này thì bạn có thể dễ dàng xếp đồ vào và cũng như là lấy đồ ra. Và các bạn có bao giờ về cái tình trạng là thực phẩm để trên ngăn lạnh mà một cái thì nó lạnh quá đông thành đá, còn một cái thì không đủ lạnh sẽ bị ôi thiêu? Nhưng mà với tủ lạnh này thì các bạn yên tâm đi, cái tình trạng nó sẽ không còn nữa, vì nó được làm lạnh bởi công nghệ Panorama. Công nghệ này có khả năng làm lạnh đa chiều bằng cách là đưa luồng khí lạnh thổi nhanh, đồng đều khắp các ngóc ngách trong ngăn chứa. Chính vì vậy, kể cả ngăn đã chứa đầy thực phẩm vẫn được cấp đông đầy đủ và được bảo quản trong điều kiện tốt nhất. Tủ thì to, chứa nhiều thực phẩm, nhưng mà các bạn đừng quá lo lắng về việc là thực phẩm sẽ bị ám mùi vào nhau. Giống như mẹ ngày trước á, hay lấy trà nè hay là vỏ quýt bỏ vào trong tủ để khử mùi. Bây giờ thì không cần phải như vậy nữa, vì tủ đã có công nghệ khử mùi AgLink. Nhờ tinh thể bạc Ag cộng, thực phẩm bên trong tủ lạnh sẽ được bảo vệ khỏi 99,9% vi khuẩn nấm mốc gây mùi, cho thực phẩm được trọn vẹn hương vị thơm ngon và độ tươi mới lâu dài. Đồng thời bạn sẽ không còn bị ám ảnh bởi mùi hôi khó chịu vì tích tụ lâu ngày trong tủ lạnh nữa. Và khi chiếu clip này lên thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều bạn comment ở phía dưới là tủ lạnh này có tốn điện không hơn. Và các bạn hãy yên tâm đi, vì nó được trang bị 3 công nghệ hiện đại: Inverter nè, Economy và Multi Control. Công nghệ Inverter sẽ giúp tiết kiệm điện năng và hơn nữa là máy vận hành êm ái, không gây ra tiếng động khó chịu. Đồng thời nhờ kết hợp thêm công nghệ Economy có khả năng nhận biến thói quen, cảm biến nhiệt độ bên trong bên ngoài môi trường, mà cảm biến được tần suất đóng mở cửa tủ, bù lại lượng nhiệt hao hụt. Ngoài ra cảm biến được nhiệt độ bên trong và bên ngoài để duy trì và tự động điều chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp. Và hệ thống Multi Control giúp tủ lạnh điều chỉnh nhiệt độ thích hợp cho từng ngăn, tăng đáng kể hiệu năng làm lạnh và lượng điện tiết kiệm được. Tóm lại, nếu như bạn đang quan tâm đến sức khỏe của mình và những thành viên trong gia đình thì tính năng lấy nước ngoài kháng khuẩn là sự lựa chọn hợp lý, vì chúng ta không phải mở cửa tủ quá nhiều lần để lấy nước. Và hơn nữa, thực phẩm được bảo quản tươi ngon nè, không phải rã đông khi chế biến bởi ngăn cấp đông mềm. Và hơn nữa là ngăn lạnh của chiếc tủ lạnh này được thiết kế phía trên. Việc này sẽ giúp cho người lớn tuổi và phụ nữ mang thai lấy đồ phía trong thuận tiện hơn. Những tính năng quan tâm nhiều đến sức khỏe của mình nhưng mà vẫn không quên tiết kiệm điện nha. Nhờ có 3 công nghệ Economy nè, Inverter và Multi Control. Một chiếc tủ lạnh đáng mua hay không thì các bạn hãy bình luận phần bên dưới cho Hương nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.